Rồi em xin chào quý anh chị nha. Thì giờ này cũng khuya rồi, chứ mà chiều mát lòm em mua không quay được nha anh chị, cho nên cũng bán mấy cặp số. Giờ này em quay cho anh chị nha, là ngày mai Gia Lai nha anh chị, ngày tháng 9 nha anh chị. Quý vị anh chị mà ngày mai em mua ngày tháng 9 2023 Gia Lai nha. Rồi số Gia Lai này có 08 này, 17 này, 35 này, 5, 9 này, 72 này, 5, 7, 9, 5, 9, 90 này, 6, 3 nè, 2, 6 nè, 81 nè, và 72. Rồi số Ninh Thuận ngày 8 tháng 9 có con 42 và con 24. Số này còn 19 tờ. Số này còn 19 tờ nha anh chị, 19 tờ này bán một thứ mô tờ rồi. 5, 7, 9, 5, 9 cũng đẹp rồi. Thì hôm nay thì có những số này thôi, cũng bán được giờ cạp thôi nha anh chị. Còn số này cũng có chiều có số 44 mà bán rồi nha anh chị. Còn 12, 13, 14, 14, 15, 45, cho nó đây 40 nữa đi, 85 đi, còn 83 tờ thôi anh chị. Rồi, cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều nha. Anh chị ở khu vực chỗ em, ở ông Bình Tịnh, Đông Sơn Tịnh, Quang Hải, hoặc anh chị ở thành phố gì đó đi ngon đây, mình lâu lâu mình mua chỗ lạ, cái đau trúng sâu phải không, hay xui thôi, trò chơi này trời cho phải không. Thì mong quý vị anh chị ghé vào quốc lộ 24B đối diện cái sân Tịnh Đông, An Bình, Tịnh Đông, sân Tịnh, Quang Ngãi nha anh chị. Anh chị mua tài giấy số thôi, ngày mai anh chị đi ngon qua đây có những số này thì anh chị mình lấy. Anh chị ở khu vực Tịnh Minh, Tịnh Bé, Tịnh Đông, Tịnh Vô, thì anh chị mua những cái tài giấy số này thích thì mua. Số điện thoại của em là 0968674712, Hoàng ID băng 451225273222226. Anh chị cảm ơn quý vị anh chị của bác rất nhiều nha.